Mới đây, ông Nguyễn Giáp Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo ông Toàn cho biết, sáng ngày 17 tháng 9, Công an phường Giáp Bát nhận tin báo tại tiệm sửa xe có địa chỉ tại 758 Trương Định, phường Giáp Bát xảy ra một vụ án mạng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Giáp Bát đã báo cáo Công an quận Hoàng Mai, đồng thời cử lực lượng đến hiện trường xác minh sơ bộ. Qua xác minh, Công an phường Giáp Bát bước đầu xác định Nghi phạm gây án và nạn nhân là hai nam nhân viên của tiệm sửa xe. Sáng cùng ngày, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, nghi phạm đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân trọng thương, tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Ông toàn thông tin thêm, đến thời điểm này, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường và tử thi. Cơ quan công an cũng đưa thi thể nạn nhân về nơi quy định để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội truy bắt hung thủ và điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Vừa qua, theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội, đến nay đã hết thời hạn nộp tiền phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao tổ chức ngày 10 tháng 8 nhưng mới chỉ có 13 lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đáng chú ý, các lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính đều là những lô có mức giá trúng đấu giá thấp. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai, 13 lô đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính có giá trúng đấu giá từ 51,6 triệu đến hơn 55 triệu đồng một mét vuông. Còn toàn bộ các lô có giá trúng đấu giá từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông đều bị bỏ cọc tổng số tiền thu được từ chúng đấu giá hơn 80 tỷ đồng, tức đạt 20% so với dự kiến. Rất thấp so với số tiền dự kiến thu về từ phiên đấu giá này hơn 400 tỷ đồng. Trước đó, ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai tổ chức phiên đấu giá 68 thửa đất, diện tích 60 đến 85 mét vuông tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng một mét vuông đến 12,5 triệu đồng một mét vuông Kết quả đấu giá đã khiến thị trường sốc khi mức giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Lô góc có giá trúng cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng một mét vuông. Theo quy định, hết 120 ngày mới hủy kết quả phiên đấu giá, nên huyện vẫn chưa có phương án và thời hạn đấu giá lại. Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, đấu giá đất đang trở thành vấn đề nổi cộ khi giá đất thường bị đẩy lên cao hơn nhiều so với giá trị thực tế. Theo Tiến sĩ Lượng, trước khi diễn ra các cuộc đấu giá chính thức, các nhóm này thường âm thầm mua vào các lô đất ở các khu vực lân cận với giá thấp. Sau đó khi cuộc đấu giá diễn ra, họ đẩy giá các lô đất mới lên cao, tạo ra tâm lý tăng giá cho cả khu vực. Khi giá đất được đẩy lên đến mức cao nhất, họ bán lại các lô đất đã đầu tư trước đó với giá cao, thu lợi nhuận khổng lồ. Bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt, điểm sạt lở ở trên đồi, nhiều hộ dân tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình đã được sơ tán, di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định tại đồi cây đa bái rài thuộc xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xuất hiện hai vết nứt dài khoảng 500 đến 600 m dọc theo quả đồi. Đường kính các vết nứt có nơi lên tới 1 m, sụt lún sâu 1 m, nhiều vết nứt rộng và sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Dưới chân đồi có đến 110 hộ nhà dân đang sinh sống với 539 nhân khẩu, gồm 124 người dưới 14 tuổi trong đó có đến 50 hộ dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ xảy ra sạt lở. Do đó, lực lượng chức năng địa phương đã huy động trên 30 tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống quanh đồi chủ động di rời khẩn cấp, trước hết tham gia sơ tán người và tài sản cho các hộ dân gần nơi sạt lở trước, đồng thời đánh dấu, cắm cờ, cắm biển để cảnh báo người dân tại các vị trí sạt lở xuất hiện các vết nứt. Hiện lực lượng chức năng đã di rời được 50 hộ, 176 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, Lãnh đạo huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng cho biết, các cơ quan chức năng vừa vận động 86 hộ dân với khoảng gần 400 nhân khẩu di rời đến nơi ở an toàn sau khi phát hiện khu vực này có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Theo vị lãnh đạo huyện, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3, từ chiều ngày 8 tháng 9, tại thôn Nậm Đét xuất hiện vết nứt rộng khoảng 1,5m, trượt dài 350m ở dưới sườn núi cao, cạnh khu vực 86 hộ dân đang sinh sống. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Nậm Đét thông báo và di rời khẩn cấp các hộ tới vị trí an toàn. Từ ngày 9 tháng 9, các hộ được bố trí sang khu lán tạm tại thôn Nậm Cài hoặc ở nhờ nhà người thân. Người dân đang chờ cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm, mức độ sạt lở. Nếu đảm bảo an toàn, địa phương mới cho người dân trở về. Nếu không đảm bảo, có thể địa phương phải làm khu dân cư mới cho các hộ ở khu vực nguy hiểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông trên đất liền đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km h giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng từ 15 đến 20 km h Trong khi đó, tờ Rappler đưa tin, một bản tin dự báo thời tiết trên YouTube ngày 16 tháng 9 cho biết áp thấp nhiệt đới Jenner mạnh lên thành siêu bão và tín hiệu cảnh báo bão số 4 đã được đưa ra ở Philippines. Tuy nhiên, đây là video tin giả được đăng vào ngày 16 tháng 9 và có hơn 28.000 lượt xem tính đến thời điểm viết bài. Video được đăng bởi một kênh có 88.000 người đăng ký. Ảnh đại diện của video tin giả có nội dung Siêu bão, bão nhiệt đới mới Jenner sẽ gây thiệt hại lớn cho Philippines. Tiêu đề của video tuyên bố rằng tín hiệu cảnh báo bão số 4 đã được đưa ra ở Philippines. Trước đó, cơ quan khí tượng Philippines Pagasa đã đưa ra dự báo áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc nước này đang tăng tốc, dự báo sớm đổ bộ vào phía bắc Philippines. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA và Pagasa dự báo tương tự nhau rằng áp thấp nhiệt đới vào biển Đông rồi sẽ đi chủ yếu về phía tây, sau đó đi trách lên hướng tây bắc, đổ bộ hoặc đi gần đảo Hải Nam Trung Quốc, có khả năng vào vịnh Bắc Bộ khoảng ngày 20, 21 tháng 9. Khi đó, bão có thể có sức gió mạnh nhất là 65 km/h, tức cấp 8, gió giật 90 km/h, tức cấp 10. Chưa biết sau đó bão tiếp tục đi thế nào. Còn theo mô hình dự báo của cơ quan khí tượng Vương quốc Anh UKM Bão sẽ đi chủ yếu theo hướng tây, sau khi vào biển Đông sẽ đổ bộ vào Bắc Trung Bộ nước ta vào khoảng tối 19 tháng 9. Sau đó, có khả năng nó giảm cấp hoặc suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong thông báo mới nhất của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ, áp thấp nhiệt đới không chỉ tăng tốc mà còn tăng khả năng phát triển thành bão. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp của Mỹ nhận định, áp thấp nhiệt đới sẽ đi về phía tây, mạnh lên đều đặn và đi vào biển Đông. Trong các mô hình dự báo mới nhất, Áp thấp nhiệt đới được cho là sẽ có đường đi hơi lệch so với đường đi của bão Yaji, bão số 3 thay vì gần giống. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, vị trí áp thấp nhiệt đới này hình thành tương đối giống với vị trí hình thành của cơn bão số 3 Yaji, tức là cùng ở phía đông của đảo Luzon. Ông Hưởng cũng lưu ý, với tất cả những điều kiện khí quyển hiện tại và tương lai cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yaji. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, khi áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão, nó sẽ có khả năng tác động lên đất liền Việt Nam. Về cường độ của bão số 4, theo nhận định của Việt Nam và các đài khí tượng lớn trên thế giới, cơn bão này ít có khả năng mạnh như siêu bão Yaji. Dự báo đến 1 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km h di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 9, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h trên khu vực Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1988, chú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An, về bốn tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1992, đều là em ruột Thắng, và Phùng Anh Tuấn, sinh năm 1990, chú Thừa Thiên Huế, cùng bị xét xử về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo Hoàng Thái Bảo, sinh năm 1996, chú tỉnh Thái Nguyên, Phạm Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1988, chú tỉnh Gia Lai, Lã Xuân Thiện, sinh năm 1997, chú tỉnh Thanh Hóa, bị xét xử về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Và Lê Văn Thắng, sinh năm 2000, chú tỉnh Thừa Thiên Huế, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi với tài khoản mới mở, các đối tượng đã lợi dụng chính sách khuyến mãi này rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo. Trong đó Nguyễn Tất Thắng là đối tượng cầm đầu đường dây, hai em trai Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Minh Hà giúp sức tích cực cho Thắng. Thủ đoạn làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân của các đối tượng là chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Sau đó, sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán, đồng thời thông qua các ứng dụng để giả lập điện thoại và chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng. Sau khi mở được 2.232 thông tin tài khoản ngân hàng, thông qua người trung gian là Lã Xuân Thiện thì Tất Thắng đã cùng với Phạm Đỗ Anh Tuấn bán lại cho Hoàng Thái Bảo với giá 50.000 đồng một tài khoản, một thẻ SIM điện thoại. Cơ quan điều tra xác định Tổng số tiền các đối tượng bán thông tin tài khoản ngân hàng là hơn 111 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng thu lợi bất chính hơn 99 triệu đồng, Bảo thu lợi 22 triệu đồng, Anh Tuấn thu lợi hơn 6,7 triệu đồng, Thiện thu lợi 1,3 triệu đồng. Trong vụ án này, các bị cáo Tất Thắng, Văn Tuấn, Anh Tuấn và Minh Hòa đều có tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên. Các tình tiết giảm nhẹ như trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Lê Văn Thắng phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được giảm nhẹ hình phạt. Hai bị cáo Lê Xuân Thiện và Phạm Đỗ Anh Tuấn sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tất Thắng tổng hình phạt chung cho 4 tội danh là 10 năm tù, Nguyễn Văn Tuấn 40 tháng tù, Nguyễn Minh Hà và Phùng Anh Tuấn cùng mức án 39 tháng tù đều về tội, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối với các bị cáo phạm tội, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tòa tuyên phạt bị cáo bảo 39 tháng tù, Phạm Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù, Lã Xuân Thiện 24 tháng tù. Riêng bị cáo Lê Văn Thắng bị tuyên 6 tháng tù treo về tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận liên quan việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu vực Dốc Hoàng Hôn, phường Phú Hải. Trước đó, từ đầu năm 2023, khu đất do nhà nước quản lý cạnh núi Cố ở khu vực Dốc Hoàng Hôn, phường Phú Hải, bị ông Nguyễn Ngọc Phẩm công khai chiếm dụng xây dựng trái phép một quán cà phê với 10 căn nhà gỗ, bãi đậu xe, bờ kè và làm cả con lộ nối vào đường ven biển trên đất do nhà nước quản lý tại khu vực dốc Hoàng Hôn. Thậm chí địa điểm này mỗi ngày có đến hàng trăm, hàng ngàn du khách đến check-in, nơi được gọi là dốc Hoàng Hôn, rồi được quảng cáo, chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội, nhưng chính quyền địa phương gần như không biết. Mãi đến tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý với ông Phẩm với số tiền hơn 63 triệu đồng và buộc ông Phẩm tháo rỡ các công trình vi phạm. Ông Phẩm không chấp hành mà còn mở rộng xây dựng. Tuy nhiên, do phạm vi vi phạm có diện tích lớn nên phải đợi kết quả đo đạc từ đơn vị chức năng. Đồng thời, các phòng ban, phường Phú Hải chưa làm hết trách nhiệm nên xảy ra chậm trễ trong giải quyết vi phạm tại cụm công trình dốc Hoàng Hôn. Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Hải và xử lý trách nhiệm với các cá nhân tập thể có liên quan ngay sau đó hàng chục nhân công máy móc thiết bị được chủ đầu tư quán cà phê nhà hàng dốc hoàng hôn điều động để thực hiện việc tháo rỡ công nhân tháo rỡ máy ngói cửa kính chất lên các xe tải để đưa ra ngoài bên trong bàn ghế và các vật dụng cũng đã được đưa ra khỏi khu vực nhà hàng quầy cà phê phía trên các nhà mát biệt thự đơn lẻ công nhân cũng bắt đầu tháo rỡ phần mái từ các công trình khủng không phép mọc trên đất công bị lấn chiếm tại dốc Hoàng Hôn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn đề nghị tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận để chính quyền địa phương và các chủ đầu tư hiểu rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về xây dựng.